Hello, Captain.
450. Có 450 thôi. Có 450 thôi. Con này để ăn. Nạc thôi là nạc. Cá bán nào em ơi? Không, lại cá đâu. Con này mấy cân? Con này Yeah.
Chỉ làm tốt thôi.
luôn.
xem thôi. That now. Hey, chúng bên hút mấy quả đu đủ kia lên này. Nói mà gì mình? Chúng vừa em vừa vặt.
tiền em ơi. Thank you.
Thank you.
ca tắt điện thì cầm vô cứ xách đi xách lại cái ca tắt điện đấy. Thank you.
mình có thể cắt. Đi nấu cơm đã về. Ông ốm chứ. Vâng, chứ tôi mời cháu với. Thì cảm ơn người được lắm. Đây là... giữ làm gì để tao vào trong người đấy. Lại hôn vô à? Lại hôn vô à đấy. Mãi là đơn giản để làm hộ nó. Xuống. Ra lại bắt được bạc thương. Về nhà tốt. Thế chúng mày mới tới, chúng ta mới tới. Thank you.
Ừ. Một cân. Cô treo là gì xin? Thank you.
ăn gì ạ? Hết. Nhưng mà trong làng lại có măng giòn. Thế không ra? Còn mày ngon đấy, chứ cũng đọc đấy. Đấy, đấy.
Thank you.
nào chị ơi? Em lấy cả chùm này luôn này. Bán nào đấy.
ra ngoài đấy. Thank you.
Đấy. Mấy giây? Thank you.
chiều về. Còn cái thu ở Duyên thì bảo ra. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mày dỗ quá cái lúc mày trộn đấy, mà đang quay. Ta sống thôi vì là theo khoa học thì vì ta không có cái ấy, ta nghe là thế. Chưa quên bỏ ra mới chuồng quà đã giá rồi. Nhờ huyên chuồng quà. Thank you.
ở vườn đó. Nhưng mà vẫn là đất này bà. Không, đất này trên như cái hương không, không. Nhưng mà vẫn thông ra đây à? Không, không thông, có tường ở đây. Thế nó tưởng là vừa đi. Ông nọ có ăn kìa bà. Ngon thế. Ví dụ, có mấy cái bồn kia không, mai mà rán. Đi đi, ngồi đi xem.
Ai da. Này. Yeah.
không bán nhá. Lấy nải đào bán nhá. Thank you.
chín đi sao rồi. Tiền nó không thành vấn đề nhưng mà nó là sức khỏe ăn đi. Đấy. Nhưng mà mấy con mẹ trên kia rau khoát đúng con tốt như bụng. Nghe răng nó to quá cậu ạ. Nếu bà bảo thì cứ con đấy cháu ạ. Sợ phải ăn đi. Để ăn đi. Thank you.
Việt Nam vừa rồi. Thank you.